Thưa quý vị, cuối hết giờ chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và các đơn vị địa phương để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Báo cáo tại cuộc họp, CDC Đà Nẵng cho biết trong 35 trường hợp mắc mới hôm nay có 3 trường hợp trong khu phong tỏa và 4 trường hợp chưa được cách ly, gồm 3 ca đại diện hộ gia đình phát sinh trong kiệt 217 Hải Phòng, là khu vực trước đây cũng từng thiết lập vùng cách ly y tế. Trường hợp thứ tư là lái xe công ty Mang Hóa ở khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng. Qua truy vết, các F1 là người nhà và người cùng công ty bước đầu xét nghiệm âm tính. Từ các bệnh này cho thấy, doanh nghiệp đã không thực hiện đúng 3 tại chỗ và lái xe này từ Huế về nhưng đã không tuân thủ cách ly. Ban chỉ đạo thành phố yêu cầu kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm. Hôm nay, ngành y tế đạt kỷ lục tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với 24.500 mũi tiêm. Đà Nẵng cũng vừa tiếp nhận thêm hơn 200.000 liều vaccine AstraZeneca từ Bộ Y tế và dự kiến sẽ bắt đầu tiêm từ ngày 15 tháng 9. Trong bối cảnh giãn cách, các địa phương cũng đang chủ động triển khai các biện pháp phù hợp để ứng phó với cơn bão số 5. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết yêu cầu các địa phương thực hiện đúng tinh thần mỗi xã phường là một pháo đài, người dân là chiến sĩ, đặc biệt là đảm bảo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm chính phủ giao, đề nghị ngành y tế tham mưu việc tổ chức xét nghiệm theo yêu cầu mới của Bộ Y tế, triển khai đảm bảo việc tiêm chủng đảm bảo an toàn và đúng giãn cách. Hết sức chú ý mà phân công cụ thể cái giãn cách, đảm bảo giãn cách tại các điểm tiêm vaccine. Nhiều khi là chúng ta chú trọng ở khu vực bên trong, ở điểm tiêm, mà phía bên ngoài chúng ta không có lực lượng để nhắc nhở, để yêu cầu giãn cách, hoặc là để hướng dẫn người dân vào những cái khu vực mà tạm thời trong cái giai đoạn chờ trong khi tiêm vaccine. Cái thứ hai nữa là lưu ý là làm sao mà đảm bảo cái quan điểm chỉ đạo của Trung ương theo cái 5T đó, là tiêm chủng tại phường xã. Ở đây có nghĩa là người ta đánh cái điểm tiêm chủng nó gần nhất. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị ngành y tế có kế hoạch tăng thêm bàn tiêm để tăng số lượng tiêm chủng mỗi ngày, đề nghị các địa phương tuyên truyền rộng rãi các chính sách hỗ trợ mà thành phố đang triển khai đến tận gia đình, khu phố để người dân hiểu và nắm rõ. Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát và xem xét lại việc hỗ trợ cho người dân trong các khu vực có quyết định cách ly y tế, đề nghị các địa phương linh hoạt có biện pháp kịp thời hỗ trợ người dân gia cố, chăn chống nhà cửa để ứng phó bão. Lưu ý các khu vực có nguy cơ sạt lở cần có phương án di dời dân trên tinh thần đảm bảo phòng chống dịch.